tử lĩnh Nam Văn Lý gì gì cho nàng đi. Ai nhớ ân Lộc Sơn. Quá sang nhìn chung dâm vuông gió cầu không dừng dừng rồi dùng miệt mài dù đường dài mưa tuôn sương rơi không nắng chân gì ai đường về trường An quốc xa mấy ngàn dặm lối lòng nồng nao vẫn tặng thái dân qua lễ di trai ngon đất linh ngày đêm nhớ đến rồi ta hãy chân ơi ta từ lĩnh Nam Văn Lý chi về cho nàng. Thần xin đem chút tài kỹ mã rời khỏi Trường An thương nhớ trên lưng ngựa đang đeo giữ vẹn hoa tươi hồng lòng nông nông khi nhìn thấy Dương Phi cầm quả thơm nồng thở khói như mây lông câu trổ tài thiên người đóng lòng hay ngựa nàng chân buồn ôi tâm lòng của mang tướng An Lộc Sơn cuộc nhiệt quá thành dũng về thờ dài lo trái bất ngon còn hơn mất ngày đừng điều qua lệ chi như yêu quý bản thân mình chi trái ngọt thơm linh nam gió ngựa trắng trùng dần bước đi mời dân nương nương với bao ước nguyện chân thành lòng đã không mà nỗi nhọc nhằn gian khó nói sao để dời thôi đời luôn luôn đổi mình không may số phận dù bên nhau trong tất gian thái chân ơi được minh hoàng giữ được nàng và ngồi lên ngôi cao tuyệt đỉnh còn ta sẽ chiếm lại nàng bằng quý vũ của con tim An Lộc Sơn này thề dẫu cho trời đất có ngửa nghiêng hay sức mạnh sẽ làm phong ba bào ta chiếm lại thái chân người ta yêu quý gục cả đó là tấm lòng của mang tướng An Lộc Sơn yêu Dương Thái Chân không một ai có quyền thay đổi trời đất hôm nay như nhuộm màu ta.